Xin chào, hôm nay mình sẽ trên tay cái băng game Game Boy Advance dành cho máy Game Boy Advance. Thì cái băng này á, mình đặt cùng một cái bác ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cái Facebook của bác đó chính là Retro Funan Cool, rất là dễ thương ha, nghe cái tên rất là dễ thương. Thì có nghĩa là cái Retro Funan có nghĩa là cái bộ nhớ trong của máy á, ngầu. Đó. Thì cái băng này á là nó được sản xuất từ rất là lâu rồi, nhưng mà hiện nay trên thị trường nó không có còn nữa. Mình muốn chơi á là tìm rất là khó. Ở trên Shopee hoặc Lazada á, thì nó cũng có, nhưng mà mình phải đặt ở trên cái trang nước ngoài. Thì cái băng nó cũng là băng fake thôi, không phải là băng real đâu nha. Kiếm được băng real nó rất là khó, bởi vì nó sản xuất có giới hạn, chứ không phải là nó sản xuất đại trà nhiều như bây giờ. Đó, ngày trước người ta bán băng á, là băng ở dạng vật lý. Chứ còn bây giờ người ta bán băng vừa là dạng vật lý, nhưng mà vừa dạng digital, có nghĩa là dạng kỹ thuật số á. Thì nếu như mình không có tiền mình mua băng thì mình có thể mua dạng kỹ thuật số. Nhưng mà băng ngày trước mua rất là khó. Thế nên là mình có một cái ao ước là mình sẽ được chơi là cái băng game ngày xưa. Nên mình đã quyết tâm là mình sẽ đặt cái bác đó làm cho mình cái băng game này. Thì cái bác đó bác sẽ làm toàn bộ cái băng game này ha. Mọi thứ từ hộp cho đến ruột cho đến vỏ là bác ấy tự làm hết. Đó, nè, cái bàn tay của mình nè, đó nó rất là to. Thì cái băng game nó rất là nhỏ nha, nó rất là dễ thương, nó đặt vừa vặn vào lòng bàn tay của mình luôn. Nó bằng, chắc có lẽ là nó gần bằng cái máy GBA nè, đó. Máy GBA thì nó to hơn, còn cái băng này nó nhỏ hơn, đó. Rồi, cái Game Boy Advance này á, thì nó có rất là nhiều game hay. Thì trong đó thì mình thấy rằng cái game Harvest Moon này rất là hay. Và cái phiên bản mình hiện có trên tay đó là chính là Friend of Mineral Town. Đó, thì cái phiên bản này là do cái Natsume sản xuất ha. Rồi, mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Ở trong cái băng này thì nó không có sách hướng dẫn gì hết, tại vì cái băng này mình đặt riêng ha. Và mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Đây, đây là cái mặt trước của băng nè. Đó. Rồi, cái mặt sau. Ok. Rồi. Mình sẽ lắp thử vô máy của mình ha. Ăn liền, vừa vô phát là nhận băng liền nha. Rồi, dễ thương quá trời luôn. Này các bạn thấy nè. Đó, cái màn hình này của mình nó chính là màn hình IPS. Tức là cái màu của nó rất là rộng rồi, không giống như cái màn hình cũ nha. Máy này đã được mod rồi. Rồi, mình sẽ vô thử game cho các bạn xem. Đó, cái này nó đang hướng dẫn mình cách nuôi gà nha. Mình sẽ cưng cái con gà, sau đó mình sẽ đi nhặt trứng và mình cho gà ăn. Đó, mình sẽ bỏ thức ăn của gà vào trong những cái khay này. Đó, cái trò chơi này rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó đâu, nhưng mà nó rất là vui ha. Nó đem cho mình một cái sự thư giãn nhất định. Đó. Đó, mình đi nhặt trứng ha. Mình nhặt trứng xong mình sẽ cho nó vào trong cái thùng này để mình bán nè. Đó, hoặc là mình sẽ cho nó vào trong cái chỗ này để ấp ha. Đó. 3 ngày sau mình sẽ có một con gà con nha. Đó. Trò chơi này rất là dễ thương và mình rất là thích trò chơi này ha. Đó là mình sẽ nựng cái con gà hoặc là mình cho nó đi ra ngoài vườn nè. Đó. Thì đây chính là cái trò chơi của máy Game Boy Advance. Nó tên là Harvest Moon. Bạn nào mà thích đặt game á thì mình sẽ để cái link của cái bác này ở dưới Facebook nha. Bạn nào có thể đặt riêng theo cái mong muốn của mình á thì cứ nói riêng với bác, thì bác sẽ làm cái game đó cho mình ha. Tất cả mọi cái game á thì nếu như các bạn muốn chơi game Việt hóa thì bác đó bác cũng làm được, nhưng mà mình phải có băng gốc thì bác đó mới làm, tại vì nó liên quan đến vấn đề bản quyền ha.
mình phải hết sức thông cảm, đó là liên quan đến vấn đề bản quyền. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình.